À, vâng, à, ngày hôm nay thì Hà Vân rất là vui, rất là cảm ơn ban tổ chức đã có lời mời, đã kết nối Hà Vân ngày hôm nay đến đây với chương trình Hội ngộ những tấm lòng vì đồng bào miền Trung đang gặp cái thiên tai lũ lụt, được hội ngộ tại cà phê sách Hạt giống tâm hồn. Thì những cái thời gian gần đây thì Hà Vân cảm thấy rất là vui, rất là hạnh phúc khi mà tham gia rất là nhiều những cái chương trình giúp đỡ, chia sẻ cho đồng bào miền Trung như thế này. Và hôm nay là một chương trình. Thì Hà Vân mong rằng là chương trình sẽ nhận được thật là nhiều sự ủng hộ, sự chia sẻ của tất cả quý mạnh thường quân gần xa, để giúp đỡ cho thật nhiều bà con miền Trung của mình vượt qua được những cái khó khăn thiên tai ạ. Hà Vân muốn rằng là gửi đến đồng bào miền Trung rằng bà con miền Trung ơi, Hà Vân mong rằng là bà con hãy cố gắng thật là kiên cường, thật là mạnh mẽ để vượt qua những cái khó khăn trước mắt. Và bên cạnh bà con miền Trung mình thì tất cả những con người ở Việt Nam, miền Bắc, rồi miền Nam, rồi hải ngoại, ở tất cả mọi nơi, tất cả mọi người luôn luôn hướng về miền Trung và sẽ cố gắng hết sức để mang cái tấm lòng của mình để giúp đỡ, để chia sẻ, để bà con sẽ cố gắng để vượt qua những cái khó khăn. Mọi người hãy cố gắng, hãy mạnh mẽ lên nha.